Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay tiếp tục với cái nhiệm vụ cơ duyên thì cái thiên hướng cảm tính ở cái mốc cuối cùng đó là 480 điểm. Thì mình sẽ mở được cái nhiệm vụ đó là kinh doanh đất sét ha. Ok thì anh em mở ra nha. Và anh em click vào thanh công cụ. Nhân vật tự động chạy tới nói chuyện với Lý Ngọc Cam ha. Rồi anh em click vào một lần nữa nha. An ủi anh ta, cô ta nha. Chia sẻ niềm vui với anh ấy. Ủng hộ lựa chọn của cô ấy. Nũng nịu nha anh em. Khéo léo lẩn tránh. Cố gắng xoa dịu. Thử an ủi anh ấy, cô ấy. Tán dương nha anh em. Nói thẳng là thích. Không kìm được cãi nhau một trận. Ok, cảm tính cộng 50 nha anh em. Rồi, kinh doanh đất sét. Trong ký ức mơ màng từ giấc mơ ngăn cách bởi rèm che. Trong nhiệm vụ cơ duyên kinh doanh đất sét, kết quả của bạn nhận được từ phân tích của chiếc lư hương cổ là con người cảm tính. Rồi, cảm tính cộng 50, lưu trữ nha anh em. Rồi ok, mình sẽ vào đây mình xem. Sau khi mà mình làm xong rồi thì mình tẩy nó về không. Thì mình bắt đầu mình nâng cái lý trí lên lại. Thì nó cũng tốn một khoảng cái thời gian dài đó chứ không phải là ngắn đâu nha anh em. Này mình tẩy lý trí để mình up cái này. Xong đó sau khi đó mình qua bên đây mình up mấy cái này. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lần đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.